À, để dây trùng. Đâm cả một cần đây gì ngay trong cọc thế gì ha ha phim con cá gì không phải vật lấy chắc ăn đây quá hay đây người bắt anh ấy thả ra không bỏ nó bật ngay con lưỡi ghét tí con lưỡi to đâu mà thấy tôi bình tĩnh được mang người thì sợ gì chú ơi sập máu nó còn nó xúc vào mấy lòng người trùng câu rồi xúc rồi rồi mất rồi cái này thôi là bàn giao bàn giao kia cho nó đừng răng hai gỡ ở kia ra cho trùng lên luôn anh rồi cho cái cần sao này căng dây thế được rồi không
giống như Tết này rồi ăn gì cá mè mà. Ôi giời, mẹ luộc lên mà anh em mà. Làm cá mè, trước hết phải bỏ cái go ở mang nó đi. Đây là cái bộ phận này nó sẽ nhiều bùn cát. Đấy. Bỏ ruột và cạo hết những cái màng đen này đi. Cái này là nó gây cho con cá khi làm không cạo hết thì cái này nó sẽ tanh. Đấy. Phải cạo kỹ sạch đi. Cái đầu con cá mè để riêng để nấu riêu, canh riêu ngon lắm. Còn cái thân nó này cắt khúc ra như thế này, ướp muối. Nước mắm ngon. Nước hàng để làm màu cho nó đẹp mắt. Cho thêm một ít dầu ăn vào. Bóp đều rồi để khoảng độ nửa tiếng cho nó ngấm gia vị. Riềng giã nhỏ ra, băm giã để bóp vào. Sau khi gia vị đã ngấm thì ta đặt lên bếp và đun khoảng 1 giờ. Đun cho đến khi nước cạn tương đối, cạn gần hết. Đun lửa nhỏ thôi. Dừ lắm rồi, nhưng mà để cho nó cạn tí nữa cho nó ngon. Nước đã cạn đi như thế này là ngon lắm, chỉ còn một chút thôi. Một chút nước thôi. Miếng cá khô ráo và màu sắc trông rất hấp dẫn. Cá không béo lắm. Vừa phải đó. Đây chỉ là có hai khúc cá thôi đấy.